Nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill Sugi đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bill Sugi chơi đó cho chân lý mùa năm năm bơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Thì nếu như mà anh em nào muốn làm gì đó thì cứ bình luận ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện từ cái dễ nhất đến cái khó nhất nha. Thank you nó rất là nhiều. Ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình làm Lee Sin đồ thế giới. Anh em hãy nhìn vào cái trang bị của Lee Sin này, chất lượng của anh em ơi. Từ đầu đến giờ là mình đã cố gắng mình phích máu, mình trải qua gọi là biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi đó để mình lấy được cái trang bị gọi là combo thế giới này cho anh em xem luôn đó. Lúc đầu thì mình muốn kiếm cái combo hắc ám luôn anh em, là vừa vô cực hắc ám nè, xong rồi vừa là găng bảo thạch hắc ám luôn. Nhưng mà tại vì nó ra đồ quá đẹp, đánh quái các kiểu lượm đồ quá đẹp anh em, nên mình ghép luôn cho nó nóng nha. Ôi giờ con tiểu quỷ này nó màu vàng vàng anh em ơi. Hình như nó mới sửa lại anh em. Hồi trước đó là nhìn không khác gì tướng một tiền cái kiểu luôn á, nhưng mà bây giờ nó sửa lại cái màu vàng vàng khi mà tiểu quỷ nó hồi sinh đó. Ui vừa ghép xong cái combo trang bị thế giới mà lạ ra. Thôi lấy gậy ra anh em ơi, mình đủ gậy rồi, lột mình đủ găng rồi, mình ghép full cái trang bị găng có thể rồi mà giờ lại ra găng hắc ám mà còn là Lee Sin cầm nữa, trời ơi nhìn có muốn lấy không mà chứ, nhưng mà không lấy được anh em. Mình đủ rồi, giờ lấy gậy thôi. Thì mình sẽ cố gắng mình cho cái con Lee Sin này lên được 3 sao, với lại là cho nó cầm những cái trang bị mà dặm một phát là 3 màu luôn. Cái con Lee Sin này nếu như mà anh em chưa biết skill thì nó đã sửa lại khác so với 14 anh em đang chơi rồi nha. Và bây giờ tướng Lee Sin này là tướng 3 đồng, đó không phải là tướng 5 đồng nữa nha. Và chiêu của nó không phải là nổ lông cước nữa mà đó chính là cái dặm e anh em, cái dặm mà làm chậm nè, xong rồi gây sát thương nè. Đó, mình ghép kiếm súng này luôn á, tại vì mình đang cầm trang bị hắc ám nha. Khi mà anh em chơi những cái trang bị hắc ám nào mà nó có trừ máu á, thì thứ nhất anh em nên ghép cho nó một trang bị hồi máu như là kiếm súng, như là huyết kiếm, hoặc là cái trang bị có thể là tạo giáp gì đó. Hoặc là nếu như mà được nữa thì anh em có thể đi chung với cái tem mà hồi máu như là cái hệ cái hệ gì hồi máu ta mình quên mất tên luôn anh em ơi. Ma sứ rồi cái trang bị ma sứ, đúng rồi, thần sứ đây mà. Cái hệ thần sứ là cái hệ hồi máu mà không cần ghép trang bị hồi máu, nó vẫn có thể là hồi máu được rất là nhiều nha. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ làm thử Lee Sin đồ thế giới dặm một phát có thể có bay màu tem bạn hay không. Tại vì Lee Sin này là tướng gây sát thương diện rộng đó nên rất là ok. Mình vẫn chưa biết build đồ chuẩn của con Lee Sin này là gì cả, nhưng mà cái lượng sát thương mà Lee Sin này nó gây ra thì anh em đừng bây giờ xem thường nữa cả. Cái trận này không hiểu tại sao mà gặp rất là nhiều anh em Việt Nam luôn, rất là nhiều luôn đó nha. Tính ra sơ sơ là trận này là có 5 người Việt Nam anh em. Cái này là mình không chơi chung nha, mình không chơi chung nha anh em ơi. Cái này là tự động nó gặp luôn á, 5 người Việt Nam, đỉnh chưa. Cái ông kia đang test thử Yesu Bluetooth kìa. Mình đã từng làm một cái vít Yesu Bluetooth rồi đó, nên là mình chưa xem thì có thể lục lại video của mình xem nha. Lee Sin này đáy chất lượng lắm anh em ơi. Cái này mới là Lee Sin 1 à. Mình sợ nhất một cái điều, úi xôi ôi, chất cái lượng thế nhờ. Wow, wow, nhức cái nách anh em ơi, nhức cái nách anh em ơi. Trời ơi, nó dặm một phát bay màu tem bạn, mà nó dặm một phát thôi là máu của nó từ ít nó bụp một phát thành đầy cây luôn, mới chết chưa. Ấy giờ trứng nó này nó cũng sửa lại cái hình ảnh này nè, mà giờ nó thêm màu sắc rồi vòng lửa các kiểu ở phía dưới trứng kìa, nhìn nó khác hẳn á. Mình đang làm nốt những cái thử thách mà anh em đặt ra cho mình khá là nhiều, từ đồ dị nè, từ anh em muốn mình test tướng gì 5 tiền hoặc là 4 tiền 3 sao mà đồ như thế nào á, thì anh em cứ bình luận hết ở phía dưới nha. Khó hay không khó thì mình cũng sẽ thử qua một lần đó. Nhưng mình đã nói là cái nào dễ thì mình làm trước, cái nào khó thì mình làm sau nha. Nhưng mà chắc chắn là sẽ làm được hay không thì chưa biết. Nhưng mà mình sẽ cố gắng anh em ơi. Cái kiếm súng này là nó vừa tạo giáp cho anh em nếu như mà anh em hút cái lượng máu mà vượt xa cái số máu của anh em đang có. Và cùng với đó là kết hợp cái hệ ma sứ này, nó sẽ tạo cho anh em một cái lớp giáp khủng bố cực kỳ luôn á, khi mà anh em rơi xuống một cái mức máu mà nguy hiểm nha.
nên kết hợp với cái combo Lee Sin kiếm súng với lại là độ thế giới phu chiếu mạng như này thì mình thề với em là Lee Sin này chết rất là khó luôn. Muốn sốc đam nó cũng không phải là dễ đâu mà, tại vì dép nó tạo ra là liên tục nha. Mà nếu mà thấy là Lee Sin này là mới là Lee Sin 1 á, mà nó dậm ghê không? Quá kinh khủng luôn. Mình đang kết hợp 3 ma pháp sư với lại là 5 ma sứ, chưa có slot để bỏ 6 ma sứ vô anh em ơi. Đó, Lee Sin này muốn chết khó lắm. Với lại là mình đang ghép vô cực khắc ám á, nên lượng đam của mình ra được cho thêm rất là nhiều nữa mà. Ghép vô cực khắc ám nè, hoặc là ghép găng bảo thạch khắc ám á, là anh em sẽ được gây một lượng sát thương to hơn rất là nhiều. Hầu như là mình đọc không nhầm là lên tới là gần 50% so với bình thường. Nhưng mà anh em sẽ phải trả một cái giá, đó chính là mất máu khi mà xài skill chí mạng. Nhưng mà với cái kiếm súng này thoải mái luôn anh em ơi. Mình đang cố gắng roll Lee Sin 2 trước đã nè. Ok, bỏ cái này vai lấy cái assassin nha anh em. Muốn bỏ 6 ma sứ vào quá, nhưng mà 6 ma sứ vào thì nó mất khá là nhiều. Mất ma pháp sư nè, rồi mất cả assassin nữa, khá là nhiều nữa mà. Thôi, quyết định rồi anh em à. Lee Sin 3 thì từ từ nâng nha. Bây giờ mình muốn là lên level 8 trước để cho cái búp này của mình nó hoàn thiện nè anh em ơi. Để được 6 ma sứ là thứ nhất nè. Với lại là mình sẽ cố gắng mình kiếm cái hệ nào mình liên quan tới con Lee Sin đó. Hình như mình nhớ không nhầm là Lee Sin là vừa là ma sứ nè, vừa là Skidmaster vậy á. Mình quên cái tên tiếng Việt rồi. Úi xời ơi, anh em thấy Lee Sin 1 chất lượng không? Mình không biết khi mà về Việt Nam á, là con Lee Sin này nó có thể trở thành meta xong rồi carry em được hay không á, nhưng mà mình cảm thấy nó khá là ok nha. Trận này nó đánh khá là ok đó nha, không giỡn, không giỡn đâu. Hồi bữa mình đọc nhầm mấy skill của Morgana đây mà. Con Morgana á là không phải là chó một thằng, mà nó chó bằng cái chiêu R của nó. Chói là đa mục tiêu nha. Cũng khá là mạnh đó, nên cầm quỷ thư cũng rất là ok. Con dắt này anh em cũng đang yêu cầu mình khá là nhiều, tại vì nó là tướng 4 tiền á. Để chừng nào rảnh mình làm cho anh em xem luôn. Rồi mình đang xem qua thử là có ai giành Lee Sin của mình hay không nè. Nếu mà giành được cũng hơi mệt, không lên được. Tạm thời là không thấy ai giành nha. Nhưng mà tí nữa là có những người chơi ma sứ cái này mà, người ta muốn kích búp thì sao, người ta muốn bỏ vào chơi hoặc là giành tướng thì sao, chưa biết được. Tí nữa xem. Trời ơi, mình thề với đây là chưa thấy con nào mà Lee Sin 1 sao mà nó mạnh đến như vậy luôn á. Uầy, kinh khủng thật, thề. Mình không biết là nó mạnh do cái trang bị hay là nó mạnh do chính con Lee Sin này nó mạnh nữa. Chứ Lee Sin 1 sao mà carry ác dữ vậy ta. Gánh là hơi ác luôn. Anh em nào xem thấy hay á thì có thể ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông nha, và bấm like ủng hộ mình nữa. Đó là nguồn động lực rất là lớn luôn á anh em à, để cho mình tiếp tục làm những video thật là chất lượng nha. Ui, cái con Garen với lại là con Teemo nhìn muốn thèm ghê á trời. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không tới lượt mình rồi, chắc chắn luôn á anh em à. Hai con này là kiểu nào người ta cũng lấy hả? Ông kia kêu là lấy team mua bằng đó. Chắc là mấy ông này chơi chung á. Nãy giờ đầu game giờ nói chuyện khá là nhiều. Mình đặt cái tên này là nhìn vào là biết tên tiếng Việt chứ gì nữa. Ồ, cái ông này nhìn đồ Giê-xu cũng hơi ớn nha. Ông kia nhìn đồ Giê-xu cũng hơi gắt á. Cái con Murder Kaiser này hiện tại thì mua này mình vẫn chưa test thử nha đâu ơi. Mình mới test 2 sao à, chứ 3 sao thì mình chưa test anh em ơi. Nhưng mà có vẻ như khá là mạnh, tại vì mình thấy mình tay chơi rồi á. Ông kia lấy Teemo về xong bán hả? Ông kia lấy Teemo về xong bán hả? Không hiểu luôn. Ui, ông kia chơi độ hình này mà kẹp được con Sejuani 3 luôn, ghê chứ trời. Ủa con Lee Sin chất lượng thật sự anh em ơi, không đùa. Máy nó chất lượng thật.
cái này Lee Sin 1 đó, nãy giờ là chưa thấy con Lee Sin thứ ai. Nãy giờ là chưa thấy con Lee Sin thứ ai nên mà. Cái này mới là một sao á, để chừng nào mình cố gắng mình nuôi thử 2 sao, 3 sao coi. Ui ông này chơi cái hệ mới nè nè mà. Cái đồ hình này là mới nè. Kết hợp được với con Shiyuni 3 luôn thì mình cũng chịu đấy. Ok, 6 mai sứ nha. Cái này nếu như mà đang chưa biết á, thì 6 mai sứ nó sẽ tăng anh em rất là nhiều sức mạnh luôn. Với lại nó sẽ cho anh em một cái lượng giáp nữa. Nó rất là thích hợp cho những con nào mà carry. Đó, 90% giáp và 40% đam. Khi mà được 6 mai sứ, anh em cứ tưởng tượng đi, được tăng thêm 40% đam. Mẹ ơi, thứ gì mà chịu nổi anh em ơi, thứ gì mà chịu nổi. 40% đam đó rất là nhiều. Ui, anh em thấy cái lớp giáp mà này nó búp không? Hơn nửa cây máu của nó đó. Shit. Wow. Mình đang không biết cái này có phải là Listen 1 không nữa. Cái thằng Torres này sao mà móc cái đầu của tao. À, bị Cinderai nó ném cúc luôn mà. Ui, Cinderai này ảo thế nhờ. Mình thua cũng đúng anh em à. Ông đó là level 8 sợ hết tiền rồi. Có Lee Sin Kaylee ra mình không biết nha, không biết chơi tướng 5 tiền. Mình chỉ biết những con nào mà liên quan đến cái đồ hình của mình thôi. Ba phát sư này thì nó sẽ búp cho một con khá là mạnh đó. Tại vì mình chơi cái con Lee Sin là chính đó, nên mình sẽ để cho nó búp luôn. Nước mắt. Găng hả? Từ từ. Cái này là mình có thể đổi thành Lee Sin sát thủ được nha. Có thể đổi thành Lee Sin sát thủ được nha. Có thể được nha anh em ơi, từ từ nha. Cái này tại vì là Lee Sin 1 nên rebuild Lee Sin rất là dễ luôn. Chỉ cần bán không mua lại thôi là rất là dễ. Không lên Lee Sin 2 à, mà tin tao bán mà luôn không? Mà tin tao bán mà luôn à. Tao bán mày luôn. Không lên Lee Sin 2 anh em à. Ron hết tiền mà không lên. Nãy giờ anh em cũng đã thấy là Lee Sin bình thường nó mạnh như thế nào rồi. Cái này là Lee Sin sát thủ đấy nha. Mà em đã biết rồi đó, sát thủ nó được cái gì? Nó móc đằng sau, nó giết những con carry trước. Và nó được thêm cái gì nữa? Sát thương chí mạng. Đó chính là cái điều mà mình đang nhắm tới nha anh em. Đó chính là cái điều mà mình đang nhắm tới. Mất máu á, khi mà xài skill á, không quan trọng anh em à. Tại vì nó chỉ cần giảm đúng một giảm thôi. Mình nghĩ là team bạn là bốc hơi hết rồi á, chứ không cần phải là xài nhiều lần. Nên cái việc mất máu này chấp nhận được. Đó. Hồi nãy giờ em chỉ thấy là Lee Sin bình thường mà nó giảm như vậy đúng không? Cái này là Lee Sin sát thủ, được tăng thêm sát thương chí mạng và được tăng thêm sát thương skill nữa. Thì anh em cứ tưởng tượng đi, nó mạnh cỡ nào. Mình đang cố gắng mình roll kiếm con Lee Sin thứ hai thôi anh em à. Nó khó thế nhờ. Trận này cái úi giời ơi, phải khóc một tí nó mới ra đó. Nhưng mà cái này hơi lỗ anh em à. Mình roll là hơn 30 tiền không lên được. Nè anh em xem nè, mấy cái thằng ác quỷ này một đá cho cái đầu. Wow, bóng hơi luôn, không đến nhiều. Wow, dễ chưa? Ủa, dít nó quăng kìa. Mẹ. Dít nó quăng vậy ai mà chịu nổi trời. Ai mà chịu nổi. Chết đi chưa. Mà mình ngại nhất mỗi cái Shiyu này, mấy nó lắp cái vuốt rồng thì Lee Sin đá tới Tết à. Lee Sin đã tết anh em ơi. Chắc là mình phải cố gắng mình nuôi thêm con Amphilos nữa anh em à. Để lấy cái đam tay bắn được mấy thằng tăng, chứ mỗi Lee Sin này thì hơi khoai một tí. Mấy không ra một con Lee Sin anh em ơi. Cái định công mạnh đó.
không ra một con listen anh em à. Má có chắc mình roll có hơi vội rồi anh em à, có chắc lẽ mình roll có hơi vội rồi. Như được không? Win được anh em à, win được không? Mấy cái hệ này nó hồi máu ghê quá. Win được không ta? Ui được anh em ơi. Listen trước khi chết làm quả chậm e cái Dana mất tiêu luôn. Có vẻ như mình roll có hơi vội này mà. Roll vội quá giờ hết tiền roll luôn rồi. Mà mình phải roll sớm. Direct kìa. Direct kìa. Trời ơi Direct kìa này mời. Mé sướng thật đó chứ. The Dragon Slayer. Cái này là mình kích búp cho con Dana nha này. Với lại là mình sẽ cố gắng mình kiếm thêm sát thủ bỏ vào nữa. Cho con nào ta? Yasu luôn à. Tính cho Morgana. Morgana full đồ rồi. Morgana thì full đồ rồi nên mới cho Yasu đi. Trò này là Lee Sin bắt buộc phải lên ba thì mới thắng được, còn không là hơi khó thắng á. Lee Sin. Nice to. Ui. Wow. Mà con gấu này sao giết anh em. Hôm nay level 8 không được con 5 tiền 2 sao mà đồ chuẩn thế này. Đồ chuẩn thế này. Hiện tại là mình vẫn chưa bỏ được 4 sát thủ vào anh em à. May vẫn thắng nè. Giờ tích tiền mình roll lại thôi. Tích tiền mình roll Lee Sin lại thôi anh em. Biết sao giờ. Trận này có vẻ hơi xui nữa mà. Thật trận này là không ai chơi Lee Sin luôn nha. Mình chết cho anh em rất là nhiều lần rồi nè. Không ai chơi Lee Sin nha anh em. Mà mình roll Lee Sin nó không ra. Thì xui là cái điều đương nhiên rồi. Nếu như mà roll nó tự ra thì game này dễ quá đúng không anh em. Lên 3 sao sớm thì game này dễ quá. Đây anh em xem nè. Vicot được các ma rồi cái xin ra 7 màu á. Từ từ. Nó không dậm tới Vicot kìa. Hơi dễ đây mà. Lee Sin làm quả mà chất lượng. Chất lượng thế. Xin ra 3 V code các mẹ 2 sao với chúng tôi. Lee Sin rất là đơn giản đây mà. Không cần gì nhiều. Chỉ cần một dặm thôi là cút luôn. Trò này sắp đi rồi mà Lee Sin nó vẫn chưa ra con thứ 4 anh em. Từ khi lên được 2 sao mình roll biết bao nhiêu tiền, trả qua biết bao nhiêu round, vẫn không thấy em nó. Vẫn không thấy em nó là ở đâu luôn. Mà được cái là trận này là có rất là nhiều nhà chơi carry ở hàng sau anh em à. Nên việc biến cái con Lee Sin thành sát thủ á, mình đang có một cái chuỗi thắng rất là ok. Người ta thì chơi Zid carry, chơi Nile carry, rồi chơi Vecot, các ma, các kiểu á, carry rất là nhiều, đứng hàng sau mà. Hồi nãy mà mình chơi Lee Sin bình thường á, là khó để chạm vào. Má anh em thấy nó ảo quá, nó rớt Lee Sin. Không nó tin được luôn á. Không có tin được luôn. Nó rớt Lee Sin. Mà không biết khóc hay cười nữa anh em. Ôi lấy được rồi, đây rồi. Em ấy đây rồi. Darius, nice số. Lee Sin của anh đâu rồi? Không ra thôi, không ra thôi, làm căng. Không ra bán tí đơn tiếp. Căng thẳng quá. Lee Sin. Wow. Nhưng mà cái hệ này mà không quan số được nó nha là nó hồi máu ghê lắm á.
cái hệ này là cái hệ thần sứ này anh em mà bắt buộc là phải đánh nhanh thắng gọn nha, chứ để mà nó hồi máu nó carry lại ghê lắm. May mà mình kiểu là đúng khắc chơi cứng á, một phát là đi luôn mà. Ông kia là 5 tiền 2 sao là hơi nhiều nha, đánh vé là ấp trứng là hơi bị giàu rồi đó. Ông ấp trứng là hơi bị giàu đấy nha. Còn 5 tiền 2 sao không. Anh Lý Sinh ơi, anh ra giúp em coi. Lý Sinh, hai con nữa. Lý ra đi mà, gần hết game rồi. Anh ơi, không ra luôn. Ai ra một con này. Hoài gôn khó thật sự anh em mà không biết là do mình xui á. Cái này thua là đẹp anh em mà, cái này thua là ok này, thua là ok nhất. À, Lee Sin ngu rồi đó, Lee Sin ngu rồi đó, thua rồi đó anh em ơi, thua rồi đó. Thua đi. Thắng là chết. Hay quá, nice. Chưa bao giờ thấy thua mà cảm giác nó phê phê như này. Rồi hợp lý anh em ơi, thua quả này là hợp lý nha, chứ quả đã thắng là căng á. Lee Sin không ra hả? Tại sao ba đồng cuối cùng mà đếm những đồng tiền cuối cùng mà khổ vãi cái đái á. Anh em nào mà xem này mà chưa like cho mình thì đừng quên để lập like ủng hộ mình nha. Mình chắc là mình bị chứng trầm cảm với thằng Lee Sin này quá nên mà thiệt đi chứ, kiếm nó thôi mà cũng trầm cảm luôn á anh em. Rồi đây 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 Lee Sin bay này nó mảng cái đồ nhãn nè, em xem nào. Ui sao 27.000 đam chơi bờ cái gì nữa. Hôm nay ráng ráng thắng cho tôi quẩy thêm game nữa nè. Rồi hợp lý. Ui hôm nay mình dư máu tới nỗi mà mình nuôi được con Timo 2 luôn à. Dư máu á ông ơi. Ông cũng hơi bị dư máu á. Cái này có thì vàng nhưng mà mình là không có găng để ghép sát thủ nhân tạo nè. Lấy đà lên ông ơi. Ông này hơi bị dư máu nha, hình như là lúc đầu ông chơi chủ thắng anh em mà, tại vì ông chơi mà tiểu quỷ slow roll đó, lúc đầu giữ được chủ thắng rất là dễ luôn á. Nên ông hơi bị dư máu. Hơi bị dư máu. Mình phải sớm làm sao mà bắt được con giết với lại con Timo á cho thôi nó quậy cái team mình đó. Mạnh lắm anh em ơi, hai con này mạnh lắm. Con Siyu châu là châu thiệt nhưng mà được cái nó không có đam. Chỉ cần sắp chuẩn là ok. Lee Sin đừng có sếp bay vào thẳng mặt cái này mà bốc hơi á, sếp rì rì thôi đó, rì rì gì nào cũng được. Hà bốc hơi Timo với chúng tôi Siyu. What the, mình vừa thấy nó đẹp một đẹp con Siyu bay sao bay màu luôn hả? Có lỗi, có lỗi game quá không vậy anh em. GG Lì e cái mất tiêu. Ok và GG tất cả nhà, tạm biệt em, hẹn lần sau nha. Hãy chắc rằng nhớ like và stay của mình nha. Bye bye.